Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn thông tin tiểu sử của nghệ sĩ hài Quang Tèo, hé lộ khối tài sản khủng. Nếu như trước đây, các bạn thường xuyên xem những số của Gặp Nhau cuối tuần và mỗi sáng thứ bảy thì chắc chắn cái tên Quang Tèo không còn là một điều quá xa lạ. Anh cùng với bạn diễn Giang Còi luôn trở thành một cặp đôi mang lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả khắp mọi miền Nam Bắc. Nét diễn xuất vô cùng nhập tâm và tự nhiên của Quang Tèo trên sân khấu khiến mọi người lầm tưởng anh thực sự là một người nông dân chân chất, thật thà, chứ không phải là một nghệ sĩ, một sĩ quan quân đội. Nghệ sĩ Quang Tèo có tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1962 tại làng Cốm Vòng, xã Mai Dịch, nay là phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, là một nghệ sĩ thành danh trên lĩnh vực điện ảnh, truyền hình với những vai nông dân chân đất, cù lần, hài hước đáng yêu. Nhưng ít ai biết, anh lại là một sĩ quan quân đội, công tác trong một đơn vị nghệ thuật quân đội, là nhà hát kịch nói quân đội. Từ năm 1986 đến nay, công tác tại đoàn kịch nói quân đội, cấp bậc thượng tá. Năm 1990, anh xây dựng gia đình. Năm 1995, anh đạt 2 giải, Huy chương vàng hội diễn toàn quân và Huy chương bạc hội diễn toàn quân tổ chức tại Huế. Năm 2004, anh đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức ở Hải Phòng. 3 năm liền được bình chọn là nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất trong chương trình Gala Cười. Sự nghiệp trở thành diễn viên đối với nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo đến tình cờ trong một lần anh vô tình đi qua khu Văn Công, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, gặp hai bạn học từ trong đó đi ra. Và một điều thú vị nữa là nghệ danh Quang Tèo vốn xuất phát từ thiểu phẩm đầu tiên của anh diễn ở nhà hát kịch quân đội mà ra. Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, chính đạo diễn Khải Hưng đã ghép Quang Tèo với Giang Còi thành một cặp ăn ý. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang học ở trường nghệ thuật quân đội từ năm 1983 đến năm 1986. Anh ra trường và đầu quân vào làm diễn viên ở nhà hát kịch nói quân đội. Và đến bây giờ, anh vẫn luôn cảm thấy tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của người lính. Bởi ở môi trường này, anh được rèn luyện tác phong của một người quân nhân, làm việc nghiêm túc, chỉnh chu, được nhân dân tin tưởng, quý mến, đi dân nhớ, ở dân thương. Trong suốt 30 năm công tác của mình, Quang Tèo tham gia khá nhiều vai diễn như vai phó sung trong Ấp Sậu Lúc Hoàng Hôn, vai thông trong Quán Vắng, vai bền trong Thời Gian Không Im Lặng. Bằng tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, với hàng loạt thành tích trong các kỳ liên hoan sân khấu toàn quân và toàn quốc, năm 2012, anh được nhà nước công nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Quang Tèo tự nhận thấy ở bản thân có nhiều điều không thuận, không đẹp trai, dáng người không thanh thoát để đóng những vai chính kịch. Nhưng anh đã cố gắng biến cái không thuận thành thuận khi thể hiện những vai phản diện, vai hài trong các tác phẩm sân khấu cũng như điện ảnh truyền hình. Ai đã từng tiếp xúc và làm việc chung với Quang Tèo đều nhận ra ở anh thái độ làm việc rất nghiêm túc, cẩn thận đến từng chi tiết. Khi nhận bất kỳ vai diễn nào, Quang Tèo cũng luôn trăn trở làm sao để thể hiện tốt nhân vật của mình. Vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh là vai Đôn Sức trong vở Lời Thề Thứ 9. Khi nhận vai diễn này, anh đã suy nghĩ rất nhiều làm sao cho hành động của nhân vật Đôn Sức khi lấy của người buôn lậu để giúp đỡ người nghèo bị ấn tượng xấu trong mắt khán giả mà phải thể hiện được nét tưng tửng hồn nhiên của người lính. Vì thế, anh đã sáng tác ra một đoạn cải lương trên sân khấu rất hóm hỉnh. Sau này, vở Lời Thề Thứ 9 được khá nhiều đoàn diễn lại, nhưng ai đóng vai Đôn Sức cũng đều phải hát cải lương như bản diễn đầu tiên của Quang Tèo. Năm 2010, nhà hát đi diễn ở đảo Trường Sa, cả ngày lênh đênh trên tàu, đến tối lại đi vào các đảo để diễn. Quang Tèo bị say sóng, ngày có 24 tiếng thì chỉ có 4 tiếng cho việc vệ sinh cá nhân, còn lại 20 tiếng anh phải nằm trên võng, trên boong tàu phơi nắng phơi gió cho đỡ say. Tuy vậy, khi đến với người lính, anh vẫn không giấu khỏi xúc động khi chứng kiến cuộc sống khó khăn thiếu thốn của họ khi làm việc ở đây. Sau đêm diễn ở đảo Chìm, một chiến sĩ đã gặp anh, tặng anh bài thơ mà suốt đêm hôm trước thức trắng đêm để viết, bài thơ Gieo Vần, Eo, như tên Quang Tèo của anh rất hóm hỉnh. Mặc dù lập gia đình khá muộn, nhưng Quang Tèo vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc với một người vợ đảm đang và hai nhóc tì sinh đôi, nét tẻ đều đủ. Năm 2004, sau khi sinh đôi cho anh được hai người con cả trai lẫn gái, chị quyết định hy sinh sự nghiệp của mình, ở nhà chăm lo cho gia đình. Nói về vợ, Quang Tèo bảo, ông vẫn hay thường gọi bà xã mình là Cám. Cô Cám của anh Quang Tèo là một người phụ nữ hiền lành, đảm đang, nhẫn nại,
Dù không phải diện sắc nước nghiêng thành, nhưng chính tấm lòng bao dung và sự hy sinh vì chồng con của bà là điều khiến ông luôn trân trọng. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Quang Tèo còn được biết đến với khối tài sản khủng, sở hữu xe sang, còn có trong tay nhiều khối bất động sản tiền tỷ, vô cùng đáng giá. Hiện tại, cả gia đình anh sinh sống trong một ngôi nhà trị giá hơn 7 tỷ đồng, rộng khoảng 170m², khu Mỹ Đình mua năm 2016. Ngôi nhà nằm trong một khu đô thị sang trọng, điều kiện an ninh nghiêm ngặt, các dịch vụ vui chơi, giải trí như bể bơi, sân tennis đều có đầy đủ. Được biết, tư gia của nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo được xây dựng trên căn nhà liền kề nhau. Sau khi mua được, đã được gia đình anh sửa lại thành một căn, có hai tầng thông nhau. Bài trí không gian như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ được thiết kế, giản tiện nhưng vẫn giữ được nét hiện đại. Đặc biệt, trên phần sân thượng của căn hộ, nam diễn viên cải tạo thành nơi vui chơi, đồng thời trồng rau sạch. Tất cả cơ ngơi có được như hiện tại là nhờ công chất chiêu từ những lần chạy sâu không nghỉ ngơi của anh. Nam nghệ sĩ cho rằng nếu mình là một người ăn chơi nhậu nhẹt thì tiền túi cũng phải lở. Ngoài hai căn hộ ở Hà Nội, Quang Tèo còn có một trang trại ở ngoại ô tại Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội khoảng 3 tỷ. Anh xây dựng căn nhà này với nhiều tâm huyết. Nơi đây, anh thường kéo anh em về xả chết. Gia đình chọn làm nơi nghỉ ngơi. Khu vườn được nam nghệ sĩ trồng nhiều cây cảnh, cây ăn quả. Anh nuôi chim, thú, cá để thỏa mãn thú vui điền viên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh.